Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh của Việt Nam Vlog. Tôi với các bạn vào chiều ngày 19 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip hàng triệu view nha các bạn, ghi lại hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk đứng trước đầu ô tô để yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế bất chấp quy phạm vẫn lái xe di chuyển chậm. Nhiều người xem clip tỏ ra bức xúc trước hành vi xem thường pháp luật của tài xế. Theo thông tin ban đầu, sự việc trong clip xảy ra trên đường Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột. Hai cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 47A 02730 do tài xế Lê Nguyên Định, sinh năm 1995, chú E Súc, cầm lái, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành mà cố tình bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh. Sau đó, một cảnh sát giao thông đứng trước đầu xe nhưng tài xế cố thủ và gồ ga lên, nên chiến sĩ leo lên đầu xe ô tô để yêu cầu tài xế dừng xe lại. Sau khi tài xế dừng lại, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột đã đo nồng độ cồn và kiểm tra giấy tờ xe. Tài xế không có giấy phép lái xe các bạn. Hiện chúng tôi đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và làm báo cáo để cấp trên chỉ đạo xử lý. Đây là thông tin về lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột cho hay. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các chương trình kỳ sau trên kênh của Việt Nam Vlog.